Xin chào các em, ta sang bài mã số ID là 023, làm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ phần bài toán lý thuyết dùng biểu đồ. Các em có thể đăng ký khóa học tại trang web mà thầy đặt trên đỉnh đó. Ở bài toán này, mục tiêu các em phải tìm được x, y, z phù hợp. Các thí nghiệm là cho các em tương ứng và các hiện tượng tương ứng với thí nghiệm. Phương pháp giải loại toán này là các em dùng loại nghiệm thầy. Thứ nhất, đáp án là C. Lý do vì sao chọn C, thầy giải thích như sau. X cộng iốt cho màu xanh tím nên x phải là tinh bột. X là tinh bột thì suy ra loại đáp án B và loại đáp án D. Z là cái tủa trắng bên brom, suy ra chọn đáp án C luôn. Vì đáp án C có Z là alilin tạo cái tủa màu trắng được minh họa bằng phản ứng dưới này. Đó, rất đơn giản như vậy thôi.